Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga và Đài truyền hình Vietface TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Ngọc Hân xin được rất hân hạnh kính mời quý vị cùng trò chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Dạ cháu xin chào chú ạ. Chào cháu Ngọc Hân, xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Vietface. Kính thưa chú, trước tiên thì cháu phải gửi lời chúc mừng chú là bởi vì cuốn Paris by Night 121 chủ đề song ca nhạc vàng vừa được phát hành của Trung tâm Thúy Nga. Thứ nhất là được khán giả ủng hộ rất nhiều, và thứ hai là cháu cũng được biết là duyên may làm sao mà cuốn này cũng là cuốn đánh dấu 25 năm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga, đúng không ạ? Đúng cháu, bước vào 25 năm chú cũng không ngờ thời gian nó đi nhanh như vậy. Hồi chú nhớ là chú bước lên sân khấu á thì chú còn trẻ như cháu đó, mà bây giờ nó đã đi như thế này rồi đấy cháu. Dạ, cháu có nhớ là hồi đó cháu có xem được cái cuốn đầu tiên mà chú xuất hiện ở trên 17. Show của Trung tâm Thúy Nga. Dạ, lần đó là trước đó chú vẫn còn phong độ mà tóc vẫn đen như mun, và cháu thấy là công nhận là thời gian qua rất nhanh. Nhưng mà đến giờ thì chú đã trở thành một trong những biểu tượng rồi, là một cái biểu tượng của Trung tâm Thúy Nga. Khi mà nhắc đến Thúy Nga, Paris by Night là phải nhắc ngay đến là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Cảm ơn cháu. Cháu ơi, 25 năm bây giờ nghĩ lại thì nó nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thôi thì người ta nói là life goes on, cái là cuộc đời nó cứ phải diễn tiến. Thành ra bây giờ đó thì quý vị vừa coi và quý vị yêu thích cuốn Paris by Night 121. Yeah. Thì bây giờ chúng tôi nối tiếp ngay là sang cuốn sắp tới mà hôm nay là Ngọc Hân với chúng tôi ngồi nói chuyện để thưa chuyện với quý vị thính giả bây giờ. Kính thưa quý vị, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn vừa nhắc đến chương trình thu hình trực tiếp cho Paris by Night số 122 với chủ đề Duyên Phận sẽ diễn ra vào 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tây tháng 4 năm 2017 sắp tới đây tại Pechanga Resort and Casino. Kính thưa chú, nhắc đến Duyên Phận thì ai cũng nghĩ ngay đến bài hát mà nữ ca sĩ Trình mà Như Quỳnh đã trình bày rất là thành công của Trung tâm Thúy Nga. Như vậy thì tại sao lần này mình lại chọn cái chủ đề này cho Paris by Night 122 thì chú? Cảm ơn cháu. Thưa quý vị khán thính giả, nó có một cái đúng là cái duyên đó. Đang nói đến duyên phận thì đây nói là một cái duyên. Tức là cái bài Duyên Phận mà Như Quỳnh hát, nhạc phẩm của Thái Thịnh đó, thì khi mà Trung tâm Thúy Nga đưa lên YouTube thì tính cho đến nay mới có mấy tháng thôi mà số lượt người vào, mình gọi là viewers, những người mà vào nghe cái bài đó là trên 33 triệu. Con số đó kỷ là lục. Một con số kỷ lục mà có thể nói là hiếm khi nó có thể xảy ra. Mình cũng không hình dung nó có thể xảy ra như vậy. Cho nên có một vị khán thính giả yêu cái chữ duyên phận nó quá, mới ngồi nghĩ ra và viết một lá thư dài đề nghị Trung tâm Thúy Nga thực hiện chương trình chủ đề tới, có nghĩa là duyên phận. Nhưng mà theo vị khán thính giả này thì cái duyên phận ở đây nó chỉ nằm trong cái tình vợ chồng thôi. Cho nên vị khán giả này đã lựa ra một cái danh sách gửi cho Thúy Nga gồm có 72 bài. 72 bài. 72 bài liên quan tới vợ chồng, chẳng hạn như nhìn theo xe hoa, xác pháo nhà ai, thiệp hồng, anh viết tên em, giọt lệ vu quy, vân vân. Yeah. Đó, thì cái chủ đề nó như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phân tách ra một chút, tức là mình phải tách ra hai chữ là chữ duyên, nó có thể đứng riêng, và chữ phận nó có thể đứng riêng. Thí dụ duyên là cái sự, thí dụ mình tình cờ mình gặp gỡ một người rồi nên duyên, cũng là một cái duyên may. Hay là bây giờ một người bệnh mà có cái duyên gặp được một vị thầy thuốc giỏi để chữa cho mình bệnh, thì trong tiếng Việt chúng ta cũng gọi là có cái duyên. Yeah. Còn cái chữ phận thì nghe nó có vẻ định mệnh hơn. Thí dụ như là chúng ta nghe như là phận má hồng phận bạc. Yeah. Cái chữ phận thì nghe nó có vẻ nó hơi buồn một chút. Yeah. Thế nhưng mà thưa quý vị, là trong cái truyền thống của Việt Nam, khi chúng ta nói đến duyên phận mà nói đến tình nghĩa vợ chồng thì chúng ta nói tới cái thời xa xưa, khi mà cái tôn ti trật tự, khi mà lễ giáo và khi mà cái truyền thống văn hóa nó còn rất là khắt khe, rất chặt chẽ, và vẫn còn cái chuyện mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đó không chú? Thí dụ bây giờ mình đọc thơ của Tuệ Mai có câu là một lần khép nép từ biệt mẹ cha, phận con là gái như hạt mưa xa. Như hạt mưa xa là bởi vì theo cái câu ca dao, thấy không? Thì hạt mưa có thể là rơi vào chỗ tốt, có thể rơi xuống giếng, có thể rơi vào bụi gai. Thành được, người ta không biết cái tương lai của người con gái đó khi lấy chồng nó như thế nào. Yeah. Cho nên người ta mới có câu là phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Đó, tức là cái phận là nó nằm như thế, gọi là phận. Hay là bây giờ chúng ta
nghe cái câu như là thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Thì ngày xưa nó như thế. Cho nên là các nhạc sĩ của chúng ta cũng như các thi sĩ, các nhà văn của chúng ta đã bỏ ra rất nhiều thì giờ công sức sáng tác những ca khúc, những bài thơ, những bài văn liên quan tới cái duyên phận của người con gái. Là vì thường thường viết những cái nó có u buồn. Nó u buồn ngày xưa như là chú hay đọc với câu ca dao mà chú rất thích của miền Nam. Ở trong một cái bài mà nói về cái đau khổ của người con gái. Bướm vàng đậu nhánh mổ u, lấy chồng càng sớm, tiếng ru càng buồn. Là tại vì ngày xưa đó, cháu lấy chồng rồi thì thôi, coi như xong rồi, coi như xong. Tại vì ván đã đóng thuyền. Ngày xưa nó như thế, bây giờ thì đóng không ăn thua, cháu nhổ ra thôi. Cháu gỡ cái ván ra thì cháu lại tiếp tục. Cháu đem làm cái ván ra đi đóng cái thuyền khác. Đóng thuyền khác rồi lại bơi ra sông khác. Thì ngày xưa nó khác. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói là những ca khúc mà các tác giả sáng tác đã mấy chục năm nay vẫn là trong cái dòng nhạc mà chúng ta yêu mến của mấy chục năm của miền Nam trước đây cho đến bây giờ. Thì chúng ta thấy những ca khúc mà mô tả những cái duyên phận đau buồn hay là mô tả những cái cuộc sống sau khi vợ chồng mà giống như là TTKH chẳng hạn. Thấy không? Đêm đêm bên cạnh chồng già và bên cạnh bóng người xa hiện về. Tức là xa nó chỉ hiện về đấy chứ nó không làm gì được. Bây giờ thì không sao, bây giờ bỏ chạy luôn đó. Thành thử ra. Cái thứ hai nữa là thế này cháu. Đây là đang nói về duyên phận mà cái chữ phận nó nặng hơn. Phận nó nặng hơn. Nhưng mà ngoài ra thì trong cái đề tài này đó, Trung tâm Thúy Nga cũng muốn nói về cái chữ duyên như là chú vừa nói với cháu lúc nãy. Cái duyên có nghĩa là cái sự gặp gỡ một cách tình cờ mà nên duyên. Thí dụ những cái bài duyên quê của Hoàng Thi Thơ hay là những cái bài gặp nhau làm ngơ hay tất cả những cái bài nó có tính cách nó tả những cái sự tình cờ mà nó đưa đến những cái hạnh ngộ hay. Chứ không phải trong cái chủ đề duyên phận này chỉ nói đến cái nỗi đau buồn mà thôi. Thường thường Ngọc Hân cứ nghe người ta nói là vạn sự tùy duyên. Thì bất cứ một cái cuộc gặp gỡ hay bất cứ một cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là đều phải nhờ vào một cái chữ duyên. Thì Ngọc Hân thấy là như chú nói, cái chữ duyên thì nó nghe nó vui tươi hơn một chút xíu. Rất một cái duyên kỳ ngộ ở trong đó. Trong cái chữ phận thì nó lại hơi long đong một tí. Nghe nó có vẻ là long đong. Nhưng mà khi mà mình nghe đến hai chữ, bây giờ mình Thúy Nga tách ra hai chữ duyên và phận như thế, thì Ngọc Hân thấy là nó lại bao quát hơn. Và mình có một cái khoảng sự lựa chọn bài hát nhiều hơn, đúng không thưa chú? Tức là nếu mà chúng ta chỉ nói chữ duyên phận mà chỉ nhấn mạnh đến chữ phận thì cả một chương trình hai mấy bài nó sẽ thê lương lắm. Nó thê lương lắm cháu. Nhưng mà khi chúng ta nói đến những cái nỗi vui, cho nên là thí dụ bây giờ ta thấy ở trong cái chuyện Kiều, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Cháu biết không, cái duyên đó là nhất là tiếng của nhà Phật hay là dân gian quen dùng cái chữ duyên. Trăm năm không có biết có duyên gì hay không, tức là khi mà gặp gỡ tình cờ đã là một cái duyên rồi. Thì trong khi mà lựa chọn các nhạc phẩm cho chương trình này thì chúng ta có thể nhắc đến những cái duyên vui và những cái phận buồn. Hoặc chúng ta có thể nói đến cái duyên phận là nói đến cái việc người con gái đi lấy chồng. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến với Trung tâm Thúy Nga cũng là một trong những cái duyên rất là lớn, đúng không thưa chú? Duyên lớn đó lắm đó cháu. Đó cũng là một cái duyên đó chú, đúng không nhưng ạ? Nhưng mà chú gặp cô Kỳ Duyên cũng lại là một cái duyên. Dạ đúng rồi. Và thưa chú, hồi nãy chú có nhắc tới là duyên phận, thì bây giờ mình chia ra chữ duyên và chữ phận để mà nó có thể bao quát và nó có thể rõ ràng hơn về hai cái chữ duyên phận này. Nhưng mà cái điều mà cháu rất là thắc mắc và đang rất là muốn hỏi chú bây giờ đó là cháu biết là sau này thì trong mỗi cuốn Thúy Nga tùy theo cái chủ đề của chương trình mà chú sẽ viết một cái kịch bản cho cái kịch của cái DVD đó. Như vậy thì không biết lần này với cái chủ đề duyên phận thì chú có dự định là sẽ viết một cái kịch bản cho Paris Man 122 không ạ? Cháu ơi, những lúc gần đây đó thì không phải lúc nào chú cũng viết kịch. Có những vở kịch từ trong nước hay là của những tác giả khác, chẳng hạn như Hoài Linh. Nhưng mà riêng cuốn duyên phận này thì chắc là chú phải viết một vở kịch. Chú phải viết một vở kịch là bởi vì trong đó nó cũng nói đến cái duyên phận, nhưng mà kịch trên sân khấu Thúy Nga thì dĩ nhiên nó không phải là bi trọng. Tại vì
chú thì chú thích viết bi kịch, những bi kịch nó phải, tức là thường thường người ta gọi là chính kịch. Yeah. Kiểu bây giờ mình coi một vở kịch như Lá Sầu Riêng chẳng hạn, yeah, là một vở chính kịch. Thì cháu phải dàn dựng và cháu diễn riêng khoảng 3 tiếng đồng hồ cho tới 4 tiếng đồng hồ, nó mới ra một cái vở trường kịch như vậy được, yeah, là chính kịch. Còn một vở hài trên sân khấu Thúy Nga ấn định, trên nguyên tắc là ấn định có 30 phút thôi. Đôi khi thì cũng kéo ra để nghệ sĩ cũng thêm bớt này, cái đi ra đi vô, rồi chờ tiếng cười khán giả, thành đôi khi nó thành 40 hoặc 45 phút. Nhưng mà trên nguyên tắc là chị Thủy với lại Huỳnh Thi dặn chú rằng là chú viết cho con cái kịch 30 phút. Thì lúc nào chú cũng viết, và nếu mà chú chỉ đọc cái lời thoại không, chú nhìn đồng hồ thì nó đúng 30 phút. Nhưng mà lên sân khấu thì cháu nghệ hiểu rồi. Dạ. Kéo ra, kéo vô, chạy tới, chạy lui, khán giả vỗ tay, reo hò, cái người ta ngừng lại làm cho cái vở kịch nó bị chậm đi. Nhưng mà chú sẽ viết cái kịch này thì là một cái kịch vui. Và trong đó thì sẽ có một số những nghệ sĩ rất là quen thuộc. Thứ nhất là Chí Tài, Hoài Tâm, Việt Hương, Hương Thủy. Và lần đầu tiên thì chú mời Nguyễn Hồng Nhung cùng đóng trong cái vở kịch này. Bây giờ còn thật sự cũng không muốn hỏi chú một câu này nữa, là khi mà nãy chú nói là khi mà nhắc đến chữ duyên phận thì thường thường ai cũng nghĩ ngay tới cái hình ảnh của một người phụ nữ. Nhưng mà Ngọc Hân thấy là bây giờ theo cái thời đại và thời gian mà nó thay đổi, cái cuộc sống của chúng ta, xã hội nó cũng có thay đổi. Thì Ngọc Hân thấy là ngay cả người đàn ông cũng có vận vào cái chữ duyên phận này, đúng không chú? Đâu phải chỉ có người phụ nữ là mới có vận vào cái chữ duyên và chữ phận đâu. Tại vì thế này cháu, dĩ nhiên là bây giờ xã hội nó thay đổi nhiều, nhất là chúng ta sống ở hải ngoại. Người đàn bà người ta đã bắt đầu làm chủ cái cuộc sống của họ, cả về tình cảm. Là tại vì thứ nhất họ đã, người đàn phụ nữ người ta đã có quyền tự lập về mặt kinh tế. Xã hội lại tôn trọng sự bình đẳng, mà nhất là khi người ta tự lập về mặt kinh tế thì người ta sẽ không lệ thuộc về mặt tình cảm. Nhưng mà cái không lệ thuộc về mặt tình cảm nó quan trọng là vấn đề văn hóa cháu. Thí dụ trong nước, cái giới người giàu hay là giới người tân tiến quá thì họ vẫn có thể thay đổi nhiều. Nhưng mà giới dân quê mà đại đa số thì vẫn theo cái nề nếp cũ. Thí dụ bây giờ cháu thấy hàng chục ngàn những cô gái Việt Nam phải lấy chồng Hàn Quốc hay lấy chồng Đài Loan. Cũng là do cái nghèo. Chú đi sang Hàn Quốc mà lúc Paris by Night sang Tao Huỳnh thì chú với cô Kỳ Duyên đi phỏng vấn biết bao nhiêu là phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc. Thì nhiều người cũng nói chuyện với chú là chú ơi, con có người yêu. Nhưng mà vì chữ hiếu mà má con thúc giục hoài, cho nên là con phải chia tay để con lấy chồng Hàn Quốc, hầu có tiền có thể giúp đỡ được gia đình. Thì tức là cháu thấy đó là những cái duyên phận. Vì cái hoàn cảnh còn nghèo và cái lễ giáo về cái chữ hiếu nó còn rất là mạnh mẽ. Cho nên nó xảy ra như vậy. Ngày xưa nó không nói đến đàn ông duyên phận là bởi vì người đàn ông người ta có cái quyền lựa chọn hơn. Thế bây giờ cháu nhìn văn hóa như ở bên Nhật. Bên Nhật là Thái Dương thần nữ. Thành thì ra đàn ông nó không phải chủ động đi quyến rũ, hay là dùng cái tiếng bình dân gọi là đàn ông không cần phải chủ động đi tán gái, đi tán con gái. Bởi vì là thờ Thái Dương thần nữ, cho nên là người phụ nữ người ta chủ động hơn. Nhưng mà chủ động không phải là... Thế là cọc lại đi tìm trâu à chú? Không, nó tìm trâu, nhưng mà nó không... Cọc không có tìm trâu mà tìm một cách lộ liễu quá đâu cháu. Chứ bây giờ cháu không có gặp ông kia, cháu chạy đến cháu bảo anh có yêu tôi không à? Là không có. Nhưng mà người ta sẽ làm những cái cách nó văn hóa hơn, nó quý phái hơn. Thí dụ cháu thương cái anh chàng đó, cháu đi ngang, cháu làm bộ rớt cái khăn. Hay là cái vật gì đó, anh chàng đó sẽ ra mà biết là cái khăn đó của cô ghi tên địa chỉ đàng hoàng. Thì tức là anh chàng đó hiểu rằng cô này đang mở một cánh cửa để đón mình đến. Thì anh chàng đó sẽ mang cái khăn qua để mà giống như là đêm qua tát nước đầu đình đó. Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Bỏ quên chiếc áo này đó. Em để cho anh xin, hay là anh để làm tin trong nhà. Tức là nó có cái chủ ý cả chứ không phải đánh rớt thật. Nếu rớt thật là rớt cái bóp cơ. Thì nó có tiền, nếu nó lượm tiền nó đi luôn thì khác. Còn cái này là rớt cái khăn, rớt cái châm hay là rớt một cái gì đó để mà tạo cái cơ hội cho anh chàng thanh niên đó mang sang trả cho cháu. Mà nếu anh mang sang trả cho cháu bằng một cái thái độ rất là đầm ấm thì cháu hiểu rằng anh đã chấp nhận.
Đó là cái cách nó như vậy. Còn Việt Nam chúng ta thì các cô không làm gì được. Bây giờ thì có thể có cell phone, có text, có gì đó, nó dễ dàng hơn. Chứ còn ngày xưa khó quá cháu, rất là khó khăn. Thì tất cả những tác phẩm của chúng ta viết trong hơn 50 năm qua về cái tình cảm của người phụ nữ Á Đông và đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam, nó phản ánh qua hàng loạt những bản tình ca mà Trung tâm Thiên Nga sẽ mời quý vị thưởng thức lại trong cuốn 122 này. Kính thưa quý vị, Paris by Night số 122 với chủ đề Duyên Phận sẽ được trực tiếp thu hình vào 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 4 năm 2017 tại Pechanga Resort and Casino. Quý vị có thể liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga để đặt được những chiếc vé ở chỗ ngồi tốt nhất cho mình và gia đình của mình. Số điện thoại là 714-894-5811, 714-894-5811. Kính thưa chú, trước khi mà chúng ta chia tay với quý khán giả, thì cũng là một người con gái, thì Ngọc Hân có câu này muốn hỏi chú, đó là lúc xưa khi mà nói đến chữ duyên phận đối với người phụ nữ và người đàn bà Việt Nam thì thường thường là mỗi người phụ nữ và mỗi người đàn bà gặp một cái phận thì thường thường người ta chấp nhận và người ta chịu đựng. Còn đến thời đại bây giờ thì chú thấy là cái chuyện này nó có thay đổi chưa? Hay là tâm thế của người phụ nữ Việt Nam thì người phụ nữ, người đàn bà Việt Nam lúc nào là cũng ở trong cái vị thế là mình phải chấp nhận, chịu đựng và hy sinh cho gia đình? Cháu chưa có chồng. Nếu mà chú nói ra thì hóa ra chú lại xúi cháu hay sao? Thành ra chú không thể trả lời được. Nhưng đối với chú, đối với chú trong cái xã hội hiện đại bây giờ, khi mà cái quan niệm về bình đẳng nam nữ nó rộng lớn, khi mà xã hội nó không có khép chặt như ngày xưa. Thí dụ bây giờ cháu sống, cháu lùi trở lại, cháu sống trong một cái làng xã ở Việt Nam, đương nhiên là cái áp lực của dư luận nó rất là mạnh. Mà đối với người Việt Nam ấy, đôi khi người ta không sống cho mình mà sống cho xã hội. Thí dụ bây giờ ba má cháu không muốn cháu lấy cái người cháu yêu mà muốn cháu lấy ông bác sĩ. Vì hai mục đích. Mục đích là để cuộc đời cháu sung sướng, nhưng mà cái đó chỉ 30% thôi. 70% là để cuộc đời ông bà mẹ cháu sung sướng ở chỗ là được nở mày nở mặt. Tức là người Việt Nam mình sống cho xã hội, sống vì người khác nhiều hơn là sống cho chính mình. Thí dụ cháu nếu là con gái chú, cái quan niệm mới bên này, cháu thương ai, cháu lấy người đó. Và chú sẽ nói rằng là con thương thằng đó, dù nó homeless, con cứ việc lấy, nhưng con chịu trách nhiệm với cái cuộc hôn nhân này của con. Thấy không? Dĩ nhiên là ba muốn con lấy một ông bác sĩ luật sư để bảo đảm cái cuộc sống của con. Nhưng mà nếu mà con không thấy thương người đó, con thương là homeless, con cứ việc ra đi. Đó. Bên này thì có thể nói như thế được. Nhưng cháu sống trong cái xã hội Việt Nam, trong xóm làng, trong xứ đạo, thì tất cả những cái áp lực của dư luận nó quá nặng. Nhưng mà cái áp lực của dư luận xã hội nó lại có một cái lợi làm cho người ta ít làm bậy. Người ta không, đôi khi người ta không sợ luật pháp bằng người ta sợ cái dư luận của xã hội chê cười. Cho nên là cái xã hội thành thị bao giờ nó cũng biến đổi nhanh hơn cái xã hội nông thôn là như vậy. Nhưng mà nói như vậy thì nói tóm lại là không cần biết là ở thời đại nào hoặc là ở trong bất cứ một cái xã hội nào thì cái chữ duyên và cái chữ phận nó vẫn như là một cái sợi dây vô hình mà nó quấn quanh cuộc đời của người phụ nữ. Và thực sự thì mỗi người cái quyền mà chọn cho mình cái duyên và cái sự mà chấp nhận cái phận đó là cũng phải là... Cháu ơi, ngay cả đàn ông cũng vậy. Nói tóm lại là con người ta có định mệnh. Gẫm hay môn sự tại trời. Trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Là lời của Nguyễn Du truyện Kiều. Chú rất cái tin cái đó. Ngay cả đàn ông cũng vậy cháu. Chỉ trừ có ông vua ngày xưa, ông xếp hàng tất cả con gái trong nước ra ông lựa. Chứ còn không, ngay cả người đàn ông mà bảo là tôi lựa thì cũng không có. Có lựa. Mà ngay cả bây giờ Đường Minh Hoàng 10.000 cung phi mà cũng vẫn lụy tình về một người là Dương Quý Phi. Cháu thấy không? Cho nên là vẫn ngay cả cái bậc vua chúa và những người mà gọi là có quyền lực nhất, người ta vẫn bị cái định mệnh chi phối, nghĩa là vẫn có duyên phận cháu ạ. Thành thử ra nếu cháu mà mai sau có duyên phận trong nhờ thì mà trong độc, nhờ, chịu, độc chịu thì là cháu phải tin rằng cái duyên số đó là định mệnh.
và cháu không có cái gì bận tâm về chuyện đó cả. Cảm ơn chú rất nhiều. Kính thưa quý vị, duyên phận là một điều gắn kết với cuộc sống và cuộc đời của mỗi chúng ta, không cần biết chúng ta là nam hay và nữ. Và chúng tôi tin rằng, kính thưa quý vị, mỗi bài hát khi mà được sáng tác ra thì đó cũng là một cái nhân duyên đưa đến cho một người tác giả đó. Và chúng tôi rất hy vọng rằng duyên phận này cũng sẽ đưa tất cả quý khán giả thân yêu của Trung tâm Thúy Nga đến với chương trình Thu Hình Paris by Night số 122 với chủ đề Duyên Phận, sẽ diễn ra vào 2 ngày 1 và ngày 2 tháng 4 sắp tới đây tại Pechanga Resort and Casino. Một lần nữa, số điện thoại của Trung tâm Thúy Nga là 714-894-5811, 714-894-5811. Và trong chương trình này, ngoài những ca khúc mà chắc chắn là quý vị rất là yêu mến bao nhiêu năm qua, dù cuộc đời quý vị không cay đắng vì duyên phận, quý vị vẫn say mê những bản nhạc đó để mà chia sẻ với những người không may trong cuộc sống. Ngoài cái đó ra thì hôm đó quý vị sẽ gặp lại anh em chúng tôi và cô Kỳ Duyên trên sân khấu, Ngọc Hân thì warm up, tôi thì trên sân khấu. Sẽ bàn nhiều về đề tài này. Nếu quý vị nào thắc mắc thì quý vị cứ vào trong Facebook của Kỳ Duyên hay Thúy Nga, gửi đến trước thì chúng tôi sẽ thưa chuyện với quý vị về vấn đề duyên phận. Một lần nữa, xin kính chào và hẹn gặp quý vị một trong hai ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật 1 và 2 tháng 4. Xin cảm ơn chú Nguyễn Ngọc Hạn rất là nhiều đã đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn sự theo dõi rất quý báu của quý vị. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ đủ duyên, đủ phận để gặp nhau vào ngày 1 và ngày 2 tháng 4 năm 2017. Press by Night số 122, chủ đề Duyên Phận tại Pechanga Resort and Casino. Xin được chào tạm biệt quý vị. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tìm người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời trong tình yêu như thế nào. Sông sâu là bao, nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngàn nồng sâu. Họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ. Bỏ lại sau lưng, bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thầy mẹ vui hơn, mà lệ tràn rưng rưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được. Thank you.
ta đến theo họ hàng đôi bên. Một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thời mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng,